ກະປີປົກອະລວຍກະປີເກງປະຫວັດນຶງຄາວຍັງສະຫນາຍຫາຊື່ມັນກະບາດໂດຍຊ្នេះຍັງຄຽນນຶງກຳລັງນຶງແກ້ກາຍກະພືງພ້ອງບາດມານັ້ນກໍຈິໂຕຕີຫໍ1ຊິນະບາດອະລົ້ອະນະຕູ້ສັບໂຈໂຕຕູ້ຈິງໂຈໄດ້ອໍເດອໍມີອໍມີເລດຕູ້ສັບໄປໃຫ້ສົມດັກເລດຕູ້ສັບໂຈພ້ອມບາດອໍມີໂອເຄຈໍາຕູ້ສັບຕູ້ສັບບານຄິດລືງອອກຄືນະ អញ្ចឹងណាសូមបន្ថែមបាទរឿងនេះផងដែរដូចជាខ្មែរយើងឆ្លងកាត់ចំច្រើនចំនួនទាំងច្រើនរបបរបស់ពីរបបមួយទៅរបបមួយតែងតែស្អប់របបមុនបាទរបបក្រោយឡើងមកស្អប់របបមុនប្រឡោះហើយរេថាពិធីគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់យុវជនសេរីហ្នឹងគឺថាមិនសូវមានប្រមាណព្រោះថាបើថាដូចថាកាលរបស់ជំនាន់ស្ដាច់ហ្នឹងគេធ្វើថ្ងៃទី 16ខែប្រហែលខែ16ថ្ងៃទី9ថ្ងៃគ្រានេះគេធ្វើមានលាជាមួយរេថាគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌរយៈជនដែលថាបាត់បង់ជីវិតទៅសັບថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំជឿថាមានធ្វើធ្វើផងដែរព្រោះថ្ងៃទី 9 ខែដល់ 1 គេធ្វើបុណ្យឯករាជ្យជាតិរួមជាមួយនឹងដូចថាណាគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ទាហានដែលបាត់បង់ជីវិតទៅហើយប៉ុន្តែដែលប្រឡងមកមិនសូវមានអ្នកណាគ្រប់ព្រោះថាអូអ្នកដែលធ្វើសេក្រេមយទាហានប៉ុលពតជាច្រើនថ្
cho mà sao mày hôn sai nó còn có vô thay phần mặt cái đàn máu hay phần hay nó bị môi kia mà sao mà để miên bạn sau khi tôi dương miên tôi sang chỗ máu xong chơi miên sang tay mà đong bạn dương đôi chỉ miên về tại tôi đá xong chơi hello xuống đây hello bạn miên phải nhà phải chạy cho đi hàng chụp tôi sao vậy hello hello xong chơi bạn on lư phong đó xong chơi miên sang hello lư nơi hàng nông lấy control room cái này on lư nơi on speaker dương on lư ấy chẳng dương không có tai làm ở vậy để dương chơi nơi sân kêu sĩ quân sống này có miền được kia này thằng chương vay mà bông sầm lấp nè đã sát tới như chơi chơi nữa tăng buồn điên như này không một tai kêu nơi ta vẫn so tục này mua nè đại ban phân lý chỉ vẫn đầm bay một hạt chết bỏ kề bằng cao vùng rụng rụng chết bỏ kề chẳng nó vẫn tha được dương chẳng hỏi là giờ tục cuộc tour slide mình nè và cuộc tour slide chẳng hỏi mình so mua nè đại ban được tour slap đại ban slap tại cả tuần cam một pì pol này nè anh ấy cũng cả chua đại việt mình o mình lầm lợp với công tác dương cua trong mình cái lại nào muối đã chơi chỉ là bôi gì than rồi nên nghiệp và mình so kê chua nè đại ban vẽ lý chỉ vấn đề mình hoạt chiết mình tổng thêm ót ót chớn mà này dương rót tháp ba ban bắt chun công thẻ sợ rót đầy rót rồi ít ta đã ở kia sập cái sập buồn chín năm nữa chắc đây nhưng mà còn đó dương chắc đây vô ở đây đây bao man mượn hết ta nó vô mà hết ta mà nhưng mà thường thường có còn gì cái ca mình off mà này mà dương rồi ta gạt miền tệ tệ trầm trâu chung một chung cá mình vất vả con tiền hay mà tiền ngọc tàu đại một tên mình chụp ảnh nhà đi ô hòn lưới đấy hòn lưới cái lưới lưới xong chơi miếng mà sang khi mà pin rầm tích trong xa thì website bỏ phao nữa mới cho website vậy dương ngon miên vừa chỉ mặt có nhà xa bán này bán trăm cả mươi ba dương ngọt ọt a chat rồi mua co bàn kỳ lợi rồi mua co bạch trôi mặt tay nâng nâng bàn thì có phong đẹp trong mặt thay em tiếp rồi dương nó mình thay mình nâng bàn ngay cao nâng miệng rồi bạn chẳng biết là bạn nâng ấy nè trong ai phone phone hay phone thực thì ông thì nâng về tôi đặt bay nâng về cái không cái website nâng là on thì đặt bay trên sắp tay phải không về cái cô gái trên đây sẽ làm cái đặt tay chứ ba bông ហើយខ្ញុំយកកលពីស្រុកខ្មែរយើងនឹងស្រុកអាមេរិកនេះបាទបងខ្ញុំមានពលិញមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណខ្លាំងណាស់បាទសូមអរគុណហើយយើងមានទូរស័ព្ទមួយទៀតសូមលើកទូរស័ព្ទផងអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនបងខំកែប្រែទៀតសួស្តីហេឡូសួស្តីបាទសូមមានភាសាតែម្ដងទៅហេឡូអត់លឺអញ្ចឹង
Alo. Alo, sao không biết sao bạn? Bạn xong chụp cua bông. Bạn xong chưa? Lư ơi. Bạn chơi chứ bông. Lư ơi, lư ơi, lư ơi, sao không bạn? Biết sao tới? Bà. Chạy nhóm trong xua thẩm mô môi tỷ riêng bánh hà, xua tỷ riêng trong cầm lăng và đạp ở bút nơi cầm khmai đó nữa. Vâng. Ta chạy được nhạc đại ban lạc tư nơi cầm sẵn phí nâng kiểu mơ tới đôi kia ọt tay toàn nhìn ở quay môi để chui on nữa. Bạn ngài bố chết thì phần kìm phần rạ đẹp nhìn mục nhìn mốt thì bảo sân đề nhìn non tạ tạ nâng mang kết phương cam thị thay cả thông. Bạn bọn tay sân rạp những con thì hiên thông đá bởi ọt miễn đi kìm tục khmai tăng tăng bì rồi hốt đó chắc là một con phục vụn rồi chất sức phục vụn rồi hốt mà đó năm 2000 chiến. Và nó chia cho bọn bọn đại bọn côn sầm đại bọn côn sầm đại. Tất cả chỉ lấy tiền thôi chứ nó mang cái phương cam thì chỉ không đóng nha. Và họ côn tràn bạn. Và sạp châu mau bạn. Họ côn hay lấy cứ chia ca sừng cây mùi. Đây là cua chạp rõm đây là bọn. Và nên chẳng có khả năng chỉ lược láng cái thang bay ao chụp đặt trường chiếm xếp và bọc ôn dương đã đại miền trung nên can dục bài cho mọi người đại can làm nai chụp ngay cái đó xong thôi mới chui chui chụp ball nữa đo lịch thả ba cái này đập nòng cái đâm bay ở vô khơi ba thả với đặt cát lăng cát lăng trong lăng từ lử nữa muốn dương lăng làm nai bán cái thay dương tới không biết là lườm chỉ giúp xét nhẹ đại con pool thì hiện tối tai đại kia slap luôn đâm bay bọc hạt chiết mít tập tê như cái mọi cách tham nói phật bàn đại khát bàn ní cứ chỉ ca môi đo lo môi đại của tận lực là ở khi nào mới chui bằng rừng na smart đây chiết bỏ những bản khang khla bạn miền tư sam mũi tiết đã xong chơi nhà kêu quan bà đã lâu xuống đây bạn xong lâu xuống bạn bà nghiệp xuống xong chơi bà đã chụp nghiệp xuống bằng khi bằng bỏ tận ai quan bà xuống bà chụp xuống bằng cả ao khác thì chân nhìn bò chung tất cả bay đại dịch quân bạn nó cao ra dịch dịch phun hơi cơ bản lực xa từ xa vào trận đã nè và những cái khơi nâu của chúng ta một chia đứng một vẹp rõ dương này ngắp lúc non màu nó bị toàn miền cha chỉ la cho rắc phần là vợ dụ dụn dụ ấy cứ đứng đặt tăng nâu ở vừa thì chết miền ai kia cái gì sâu bay nước mình Việt Nam, Campuchia, Lào nó mơn chân ám hay cái này nó đi từ ngoài lên nó còn sàng là bên từ Tam Phật Tư hiên dương này tập nó không tham mai tìm kiếm với cái màu chay ở tìm lại ấy đâu không rồi chờ khi mình tiếp thu đi nhẹ này ngọt hay cứ ngọt từ hay nhẹ này luôn nó phải phơi to cho cái tiền đâu còn tay đôi thập to là vây chu nông tiếp tay lâu ta quạt miền quân bắt là quạt nước an vừa ấy là bay chiếc miền tập quân để ở ở miền đây hay chiếc bò mới quạt thì mình đang gặp toàn là người ta côn ọc lu lu của cái miền nam đã tạm không bây giờ khi từ khi nước an toàn luôn cái lại nước của tây dương là từng kê mưa hay bánh từ bò quạt này chơi với đường du chuyển mình đã được giao đi ra quạt cây tròn xây ở đại quạt miền cả đây thì quạt đại quạt nó đâu bị plan chết bài nhân vô là ô và ta không từ sáng cái những chim mùi ấy mà không ai còn cái thì anh ta sẽ đi xem không hỏi nhà đèn bóp tô khang là tạm chí chôn đưa là tạm tạm là những câu chết mưa ở đây khi tạm bất cứ mọi khuyên phu xó nó đó khi thành lưu thật máu sẽ chặt máu nghĩa được thật nên thứ nữa bên đây là bị chặt nghĩa phá của mọi chân năng này rồi cứ cho dân sẽ đi thật phò phòng của mọi cứ cho là máu được rồi nhưng không cho luôn mà tệ năng và ốc con vọng và nó cứ chỉ cả môi thôi, dương trong bộ phận ái cứ chỉ giúp bò 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 ổn ở quan thàn, nó cứ chỉ cả môi đại dương cho cô ta đăng chơi từ lư được học nè, phụ cái ca môi cái thàn dương cho tục cây đầm nai, thêm tư, bắt tay cam chơi nhóc khơi như lúc đầu đầm nai, pi ca lẹ bóng chỉ vật bò,
តវៀតណាមជាមួយខ្មែរមិត្តភាពរាប់ពាន់ឆ្នាំនៅគ្រប់កន្លែងក៏តែបងអើយបានទូរស័ព្ទមកគឺយោបល់ល្អហ្នឹងគឺថាមិនដែលមិនតបមិនឃើញស្ដូបណាមួយបង្ហាញអំពីយុទ្ធជនខ្មែរស្លាប់មកហូតឈាមខ្លួនឯងដើម្បីការពារជាតិមិត្តភាពរបស់ឡើយរបស់ខ្មែរបាទរបស់ខ្មែរដែលជាជនសាមញ្ញបាទបាទនេះបងប្អូនក្មួយក្មួយដំដំគាត់ជាកូនទាហានជាសិស្សទាហាននេះទាហានមួយរូបហើយមិនតបមកនៅច្បាំងផងគេឲ្យកិត្តិយសធ្វើពិធីបន់សពសំខាន់នឹងគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់គ្រួសារដល់អ្នកដែលឃើញណាអ្នកដែលសង្កេតធ្វើឲ្យគេនឹងមានចិត្តចង់ជួយមកហើយគុំថាពលទាហានអាមេរិកកាំងយោធាអាមេរិកកាំងនឹងបានប្រាក់ខែលើសលប់ដូចអ្នកធ្វើការធម្មតានោះបាទខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិអាមេរិកកាំងដែលធ្វើការជាមួយខ្ញុំនឹងជាទាហានដែរគាត់ថាប្រាក់ខែនោះវាមានច្រើនម៉ាត់ទេព្រោះការងារទាហាននេះគឺជាការងារ volunteer ទេការងារស្ម័គ្រចិត្តទេដូច្នេះប្រាក់ខែក៏វាមិនមែនដូចនៅខាងស៊ីវិលបំរើខាងស៊ីវិលដែរដូច្នេះដោយសារទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់គេទើបគេចូលទៅបំរើណាមើលគាត់គាត់វាប្រសើរប៉ុន្តែអានឹងគេថាត្រូវមែនបើថាពេលណាសុខយើងមានសន្តិភាពទាហានជាចាស់គឺស្ម័គ្រចិត្តចូលធ្វើទាហានបើមានសង្គ្រាមវាទៅប្រើការប៉ុន្តែសម័យកន្លងមកដូចថាសង្គ្រាមពីរបបមួយទៅរបបមួយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយទាហានភាគច្រើនច្រើនអូកកនេះយកទៅងាប់បដោតដូចថាចាប់កូនអ្នកសុខអ្នកភូមិនឹងយកទៅធ្វើទាហានអត់ទូសាប់ចូលហើយទៅពេលទៅធ្វើទាហានទៅដូចតែជីវិតគ្មានតម្លៃអ្នកខ្លះគ្នាអត់ដែរកាន់កំភ្លើងមកយកគ្នាទៅផាត់មកទៅពីអតីតមួយខែយកទៅសមរភូមិមុខតែអញ្ចឹងគ្នាងាប់ដូចខ្មោចឆ្កែហើយដូចថាពេលណាទាហានតែគេបង្ខំអញ្ចឹងងាប់ក៏អត់ន័យហើយក៏គ្មានអ្នកណាគេធ្វើបន់ដែរគេថាមកពីបរិបទសម្រាប់របស់សុខទូមិនសុខឲ្យតម្លៃទាហានដើមមានលេខមានទូសាប់ចូលមួយសុំអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទ Hello សួស្តី Hello បាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទ Hello ពីលោកជំរាបសួរបាទមានប្រសាសន៍ទៅលឺមានយោបល់មួយឯតូចតែបាទអញ្ជើញព្រោះហើយអ្នកដឹកនាំយើងនៅស្មែនឹងទន្ទលីទន្ទលីនឹងហើយទៅរត់ស្មែពីសរមៈទេទាំងអស់ហើយចាសក់ខ្មែរយើងក្រមិនតែគិតមិនទលីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែទលីទេបាទចង់វាន់ចង់និយាយថាមាននំម្នាងប៉ុណ្ណឹងបានធ្វើអីវាអត់ហើយនឹងប្រទេសគេទេលោកបាទអឺអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរយើងសម្បូរទៅដោយតាមពិតទៅប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាគាត់នៅក្រនៅឡើយណាប្រជាបាលហើយនឹងប្រជាជនដែលថាតូចតាចក្រប៉ុន្តែអ្នកដែលកាន់អំណាចហើយនឹងអ្នកដែលអញ្ញាអ្នកដែលនឹងគេមានគេថាអ្នកមានតែអ្នកមានអំណាចហើយនឹងមានបន្តទេអានឹងគេមានប្រធានអ្នកដែលក្រចាត្រូវហើយបាទអានឹងគេថាធ្វើម៉េចទៅវិញវាអូអ្នកហើយអានអញ្ចឹងគឺបាទហើយទូសំភារខ្ញុំសូមអរគុណថាឡើងពីយើងនោះបាទសូមអរគុណច្រើនបងហើយយើងមានទូសាមួយទៀតសូមលើកទូសាមួយទៀតមកយើងជិតដល់ម៉ោងហើយណាសូមអញ្ជើញបាទមានប្រសាសន៍ Halo បាទ Halo បាទអញ្ជើញអញ្ជើញលោកសួរអើយបាទសួរសូមបាយសូមអត់ខ្លួនទៅគេទៅសួរច្រើនពេកនេះគាត់ជក់រឿងសូមអត់ខ្លួននិយាយរឿងតែពីរឿងសពបាយរឿងរបស់ខ្មែរចប់សិនពេលហ្វូនច្រើនពេកនេះចង់ស្ដាប់ហ៎តែខ្ញុំចង់ធ្វើថាពេលហ្វូនហ្នឹងគេស្ដាប់ខ្លួនចឹងយ៉ាងឯងខ្ញុំចង់ឲ្យនិយាយចប់សិនទៅមើលបាទអានេះគឺពេកពេកគួរច្រើនចាប់អត់បានបាទជាវេទិកាមតិប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចង់ពួកយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានមតិផងបាទឲ្យគាត់ផ្ដល់យោបល់ឲ្យជាមតិឲ្យជាអីមកព្រោះឲ្យម្យ៉ាងទៀតទៅពួកយើងមិនមែនជាអ្នកជំនាញឯណាទេយើងគ្រាន់តែនិយាយធ្វើការសង្កេតប៉ុណ្ណឹងបាទហើយសូមអរគុណដែលបានទូរស័ព្ទមកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅវ៉ាន់វិញណាខ្ញុំសុទ្ធសុំត្រឡប់ទៅនិយាយអ្វីដែលវ៉ាន់បាននិយាយថាទាហានរបស់ខ្មែរយើងនេះសើអូសកយកទៅសមរភូមិមិនអញ្ចឹងណាភាគច្រើនដូច្នេះមានន័យថាទាហានពលទាហានម្នាក់ហ្នឹងអត់មានទឹកចិត្តទេហេតុអីយើងសួរថាមូលហេតុយើងរមមូលហេតុមើលថាហេតុអីបានជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះមិនចង់ទៅការពារជាតិរបស់ខ្លួនឯងដោយសារអីដោយសារបើអានេះជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាដោយសារមេដឹកនាំរបស់យើងនឹងធ្វើបាបតែយើងធ្វើបាបយើងរហូតដល់យើងនឹងអស់មានឧត្តមគតិជាតិអត់មានទឹកចិត្តនឹងការពារជាតិតទៅទៀតទេបាទនៅដៃគាត់តែចង់បង្ហើយមុននឹងចប់បាទអំតាំងទីតា1 minute only ទៀតបាទសូម last one
អញ្ជើញខលចុងក្រោយបាទសូមអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទ Hello បាទសូមអញ្ជើញ Hello No Hello លឺហើយបាទនិយាយមានប្រសាសន៍ទៅស្នាចាចាំលោកជំរាបលោកបាទបាញ់ហើយអឺខ្ញុំបានហេតុនេះវេទនាខ្ញុំខ្ញុំពេកញ៉ាំខ្ញុំពេកខ្ញុំបាទសូមនិយាយឲ្យលឺជាងដឹងតិចបាទបាទខ្មែរចារត់ថាថ្ងៃមិនដែលមានជាជនថ្ងៃនេះដែលមើលហ៊ានខ្លួនឯងចេះស្គាល់ខ្លួនពីបងពីបងហើយពីស្លាប់ពីខោអស់មកហើយមកនិយាយថាបងទៅខែមកពីខ្ញុំមកនិយាយទៅគាត់អត់ទៅជិះខ្ញុំអស់មានទឹកអមជុកបានពីធ្វើអរគុណខ្ញុំឯងហ្នឹងគឺដល់ទៅជិះឯងគឺទឹកគោគឺជិះយន់គឺជិះទៅជិះខ្លួនឯងបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំមិនខែមដូចខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំខ្ញុំគាត់តែខ្ញុំខំគុំគិតឃើញថាអ្វីដែលគាត់និយាយណាគេហុយថាពីពីអូមកអត់ខ្ញុំគិតខ្លាចខ្លាំងខ្ញុំឃើញពីម៉ែបានលឹកគាត់ធ្វើមិនខ្ញុំរំហើយអឺបាទអរបាទសូមទូបាទអរគុណច្រើនដែលបានទូរស័ព្ទមកហើយយើងអស់មកហើយសូមបន្ថែមបទចុងក្រោយគឺថានេះដែរគឺជាគណនីការខ្លះខ្លះពួកខ្ញុំនឹងបើកចំហតិចក្រោយទៀតដើម្បីរៀបរាប់លើកឡើងពីបញ្ហាខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធដល់សហគមន៍វៀតណាមនៅប្រទេសខ្មែរផងនៅព្រៃឡង់ផងបាទពុទ្ធិកាមួយដែលបងប្អូនយើងខាងក្រៅទោះបីជាយើងបានចូលរួមកសាងជាតិខាងក្រុងប្តីគួរយើងតែដឹងអស់គ្នាដើម្បីជាផ្នែកជាចមោះនៅកត់ប្រាស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងតតាយើងមានអ្វីខ្លះកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដល់យើងអស់ពីរហើយណាអញ្ចឹងក្នុងនាមបុគ្គលិកទូសម្លេងខ្មែរអមេរិកកាំងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះសិនហើយយើងវិលត្រឡប់មកជួបរបស់លោកស្រីសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយបាទរាត្រីសួស្តីសូមអរគុណจังหวังตาลงฉันทำไมร่มจังหวังตาลงร่มตา
lông ỏi ôn lông chất snai trong kịch bài mình rút cuối chất snai bờ tam bò ta lông ơ ចង់វត្តតាលុងឆ្នាំថ្មីរំចង់វត្តតាលុង